Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Từ xưa đến nay, ông bà ta thường hay có câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, với ý nghĩa răn đe con cháu, tốt nhất không nên đi đêm nhiều bởi buổi đêm thường có nhiều hàn khí, không tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, với dịp tháng 7 âm lịch, thậm chí còn chẳng cần đi đêm cũng có thể gặp được ma quỷ. Bởi tương truyền, đây là tháng ma quỷ. Lúc này, âm khí tràn lan khắp dân gian, khiến những người yếu bóng vía hay sức khỏe không tốt có thể gặp họa sát thân. Theo tử vi học, trong tháng này, có một số con giáp phải đặc biệt cẩn thận khi đi ra ngoài, bất kể ngày hay đêm, bởi rất dễ sẽ gặp phải tà ma, khiến cho không chỉ sức khỏe bản thân bị ảnh hưởng, mà còn khiến cho cuộc sống trở nên đen đủi, thậm chí tán gia bại sản. Và trong chương trình ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với kênh Phong thủy May mắn xác định những con giáp nào sẽ rất dễ bị ma quỷ quấy phá trong tháng cô hồn. Từ đó, giúp quý vị và các bạn nếu như thuộc vào trường hợp này sẽ có được sự chuẩn bị cho bản thân một cách tốt nhất. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Đầu tiên là tuổi Tý sinh tháng 11 âm lịch. Những người tuổi Chuột vốn dĩ thích hoạt động về ban đêm. Tuy nhiên, trong tháng cô hồn nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm, nhất là những ai sinh vào tháng 11 âm lịch càng phải lưu ý, tránh nhiễm âm khí khiến cuộc sống bị đảo lộn. 2. Tuổi Sửu sinh vào giờ Tý. Trong danh sách những con giáp kiêng kỵ đi đêm tháng cô hồn, chắc chắn có những người tuổi Sửu sinh giờ Tý, từ 23 giờ đến 1 giờ. Người này mệnh khí đã yếu, càng nhạy cảm với âm khí. Người này rất dễ nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ bị chúng làm phiền nhiễu. Vì thế, trong tháng ma quỷ, tốt nhất người này không nên ra ngoài vào buổi đêm. Trong trường hợp bắt buộc, nên có người nhà đi cùng. 3. Tuổi Dần sinh vào tháng 7 âm lịch. Phàm là những người tuổi Hổ mà lại sinh vào tháng 7 âm lịch, thường tính tình vui buồn thất thường, tâm tính bất ổn, sẽ bị ngoại cảnh tác động. Tự thân không cường càng sẽ bị âm khí xâm lấn, gây điều hung hiểm. Vì thế, tốt nhất người này nên ở trong nhà để né tai họa bất ngờ trong tháng cô hồn. 4. Người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi và giờ Tý. Những người tuổi Mão sinh vào giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ và giờ Tý từ 23 giờ đến 1 giờ. Mệnh khí tự thân vượng âm, dương khí không đủ nên ngoan ngoãn ở nhà vào buổi tối trong tháng cô hồn để bình an vô sự. 5. Tuổi Tỵ sinh giờ Ngọ. Những ai cầm tinh con rắn mà lại sinh giờ Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ, tinh lực yếu sẽ bị âm khí xâm nhập khiến sức khỏe càng suy giảm, cũng cần hạn chế ra ngoài trong tháng 7 âm lịch. 6. Tuổi Mùi sinh tháng Chạp. Người tuổi Mùi sinh tháng Chạp thường xuyên có cảm giác bất an, lo lắng. Vì thế nếu ra ngoài gặp phải hiện tượng kỳ lạ sẽ càng ảnh hưởng tới tâm lý, nhất là trong tháng cô hồn. Vì thế, tốt nhất ban đêm nên tránh đi ra ngoài để hạn chế điều phiền muộn. 7. Tuổi Dậu sinh tháng 2 âm lịch. Đa phần người tuổi Dậu sinh tháng 2 âm lịch khá nhạy cảm, trái tim lại vô cùng yếu đuối. Tháng 7 nhiều âm khí càng không có lợi cho người này. Vì thế nên kiêng kỵ đi đêm tháng cô hồn, không có việc gì quá cấp bách thì tốt nhất nên ở nhà. 8. Tuổi Hợi sinh tháng 4 âm lịch. Thể trạng của người tuổi Hợi sinh vào tháng 4 âm lịch khá yếu, lại thường xuyên bị tiểu nhân vây hãm, nhiều chuyện muộn phiền. Để tránh tinh thần và sức khỏe bị ảnh hưởng, người này nên hạn chế ra ngoài vào ban đêm trong tháng cô hồn. Để giúp hóa giải và xua đuổi ma quỷ, các con giáp có thể mang bên mình bình an phù để bảo vệ, giúp cân bằng âm dương, giải trừ khí xấu, xua đuổi tà ma, hóa sát kỵ tà, từ đó mang lại sức khỏe, bình an và may mắn. Bình an phù hợp với mọi người, từ trẻ nhỏ đến người già đều rất tốt. Đặc biệt, tốt với những người làm việc đại sự trong tháng cô hồn. Khi mang bình an phù bên người thì mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ. Hoặc các con giáp cũng có thể đeo bát bảo tâm kinh là trang sức đeo cổ hộ thân. Trong tháng cô hồn, nếu bạn đeo vật phẩm sẽ giúp kỵ tà, hóa sát, kích hoạt tài lộc, chiếu phúc, nạp tài. Đặc biệt, giúp cho công việc của bản thân được hanh thông, thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến.
Quý vị thân mến, bên cạnh việc không được đi đêm trong ngày rằm tháng 7 thì các con giáp này cũng nên chú ý những việc không được làm trong tháng này để không phạm phải lỗi mà rước họa vào nhà, quấy nhiễu bản thân và người thân trong gia đình. Quý vị hãy cùng tìm hiểu xem đó là những điều gì trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, vào những ngày này không được nhổ lông chân, vì theo như lời ông bà truyền lại thì một sợi lông chân quản ba con quỷ, nên ma quỷ sẽ không dám đến gần những người có nhiều lông chân. Thứ hai, tuyệt đối không treo chuông gió ở đầu giường ngủ, vì ma quỷ sẽ bị thu hút bởi tiếng leng keng của chuông gió. Chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể khi con người ngủ. Thứ ba, không đốt vàng mã, giấy tiền tùy tiện, việc này sẽ làm cho ma quỷ bu đến. Thứ tư, khi cúng cô hồn không được ăn vụng, bởi đó là đồ dành cho ma quỷ, sẽ rước tai họa vào người nếu như chưa cúng và cầu xin mà đã lấy ăn. Thứ năm, vào ban đêm không được vơi quần áo, ma quỷ trông thấy sẽ mượn và trong các quần áo ấy sẽ có quỷ khí. Thứ sáu, khi đi chơi đêm không nên gọi tên của nhau, ma quỷ sẽ ghi nhớ những cái tên được gọi, đó là một điểm gờ. Thứ bảy, không nên xuống nước bơi lội, ma quỷ sẽ đùa giỡn với bạn, không cẩn thận chúng sẽ làm bạn trẹo chân ngã xuống dưới. Thứ tám, không chơi trò hù dọa làm cho người khác giật mình, hồn bay phách lạc, sẽ bị ma quỷ nhập vào người. Thứ chín, cây đa là nơi hội tụ rất nhiều âm khí, là nơi ma quỷ rất ưa thích, tuyệt đối kiêng kỵ, không ngồi, trốn, nằm, trèo lên cây. Thứ 10, nên ngủ đúng giờ giấc quy định, thức khuya sẽ làm cho tinh thần suy nhược, rất dễ nhiễm quỷ khí. 11, những góc đường tối tăm là nơi ma quỷ thường hay tụ tập nghỉ ngơi, không đến gần những nơi như vậy sẽ bị ma quỷ quấy nhiễu. 12, không nhặt tiền vàng mã rơi bên đường, vì có thể đó chính là tiền người ta sử dụng để mua chuộc quỷ đấu trâu mặt ngựa, nếu nhặt sẽ gặp phải tai họa vào thân. 13, khi tới những khu vực vắng vẻ, nếu có cảm giác có ai đó gọi tên mình hoặc đi theo thì nhất định không được ngoái đầu lại, rất có thể ma quỷ đang trêu chọc. 14, lúc đi ngủ không nên để dép hướng phần mũi về phía giường, như vậy ma quỷ sẽ nhìn thấy, chúng sẽ biết có người sống đang nằm trên giường và sẽ lên ngủ cùng với bạn. 15, không được cắm đũa đứng chính giữa chén cơm, vì đó giống như kiểu thắp nhang, sẽ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung với mình. 16, trong thời gian tháng 7 âm lịch, không nên ở một mình, sẽ rất dễ bị ma quỷ quấy phá. 17, vào ban đêm không nên chụp ảnh, vì ma quỷ luôn lảng vảng xung quanh đó, sẽ vô tình chụp trúng chúng. Đây là điều không tốt. 18, tránh đi bơi ở ao hồ, sông suối, biển cả. Không đi một mình đến nơi hoang vắng, nên đi theo nhóm đông người. Tối nên hạn chế đi ra khỏi nhà. Quý vị thân mến, nếu quý vị là một trong số những con giáp được nhắc đến ở phía trên, xin hãy hết sức lưu ý đến những điều cấm kỵ mà kênh Phong Thủy May Mắn đã chia sẻ trên để tránh gặp phải chuyện ma quỷ trong tháng này. Ở nội dung tiếp theo, chúng tôi xin được mách cho quý vị và các bạn một vài biện pháp hóa giải đen đủi để phần nào có thể giúp quý vị cải thiện được cuộc sống trong tháng cô hồn. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, thăm mộ phần của người thân trong gia đình ở ngoài nghĩa địa hay trong chùa chiền, nơi lưu giữ các hũ hài cốt, vì trong tháng cô hồn còn gọi là Tết của những người âm. Thứ hai, trước khi dọn đồ ra cúng cô hồn, nếu chưa kịp thắp nhang khấn vái mà có những người tranh nhau giật các đồ cúng từ trên tay bạn, thì ngay lập tức nên buông thả đồ cúng ra khỏi tay. Nếu bạn giật lại thì hậu quả nhận được là những điều tệ hại. Nếu khi bạn chưa làm lễ cúng mà đã có người trầu trực để giật thì có nghĩa là tín hiệu tốt. Thứ ba, nên hạn chế sát sinh các con vật. Thứ tư, nên cúng xe ô tô dù có kinh doanh hay không kinh doanh, tránh bị ma quỷ quấy phá gây tai nạn. Thứ năm, nên ăn chay để tránh điểm dữ. Thứ sáu, nên làm phúc thiện mạnh mẽ trong tháng này. Thứ bảy, nên ăn nói nhã nhặn, vui vẻ trong gia đình hay trong bạn bè đối tác. Thứ tám, nên tránh xa các cuộc xung đột. Thứ chín, nên cứu người khi gặp nguy cấp. Thứ 10, nên đi chùa chiền thắp nhang, cầu xin sức khỏe, cầu siêu. 11, nên mang theo mình những bảo vật phong thủy được khai quang. Khi thấy bất an trong lòng thì cố gắng trấn tĩnh, bình tâm cầu kinh niệm Phật. Cũng có thể đeo chuỗi hạt Phật để tránh những điều phiền phức không đáng có. Trong nhà có thể bày tượng Đức Phật hay Quan Âm. 12, khi các bạn cúng cô hồn xong
thì một ngày sau đó hoặc cuối tháng 7 nên dùng bột trừ tà ma tiêu khử, tránh trường hợp các âm hương linh phảng phất vào nhà mình tụ lại. Đồng thời, vào đầu tháng 8 âm lịch thì nên dùng bột tẩy uế mà tẩy hoàn toàn trong căn nhà mình để có tác dụng cân bằng sinh khí trong ngôi nhà. Những điều nên làm hay không nên làm trong tháng cô hồn đều là những tín ngưỡng dân gian mà không ai hay một khoa học nào có thể kiểm chứng đúng hay sai. Nhưng với quan niệm rằng có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, nên người dân vẫn chú trọng làm theo. Hơn nữa, người Việt cho rằng cúng cô hồn là một hành động nhân đạo mang tính nhân văn cao cả của con người, thể hiện lòng kính trọng, tôn nghiêm của những người còn sống đối với những người đã khuất, đề cao việc báo hiếu và làm phúc bố thí. Quý vị thân mến, hy vọng thông qua chương trình này, quý vị và các bạn đã có thêm nhiều thông tin bổ ích về những con giáp siêu đen đuổi trong ngày rằm tháng 7. Nếu quý vị và các bạn là một trong những con giáp gặp đại hạn trong năm 2020, hãy để lại comment về bản thân ở dưới phần bình luận để nhận được cách hóa giải tới từ các trợ lý của thầy Gia Cát. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.